Kính chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Sau ngày mất nước 30 tháng 4 năm 1975, khi người lính Việt Nam Cộng Hòa bị gãy tay súng, thì toàn miền Nam Việt Nam, cuộc sống của người dân hoàn toàn bị đảo ngược. Từ kinh tế đến chính trị, từ giáo dục đến tôn giáo, tất cả thuộc về chế độ nhân bản của Việt Nam Cộng Hòa đã xoay về con số 0. Một chế độ văn minh của Việt Nam Cộng Hòa bị mất đi do chế độ lạc hậu cộng sản bất hại. Và dưới đây là câu chuyện 26 năm lưu đày của Hòa Thượng Thích Thiện Minh. Mời quý thính giả lắng nghe. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày quốc hận hắc ám nhật tử đổ ập xuống quê hương này bất ngờ như một cơn ác mộng hải hùng. Tôi vô cùng trăn trở và ngỡ ngàng trước biến cố bất an cho cuộc đời, xã hội, con người, quê hương, đất nước, tôn giáo. Tất cả đã bị đảo lộn 100%, làm thay đổi xáo trộn hoàn toàn cuộc sống của người dân. Nỗi đau thương tan tóc đã xảy đến cho bao gia đình, thật vô cùng thiên tân vạn khổ. Nào là những cảnh chết chóc, tù đầy, chùa chiền, nhà thờ, thánh thất, tôn miếu bị đập phá hoặc bị xung công, đất đai tài sản của người dân chúng bị tịch thu, nhà tù mọc lên như nấm, hàng loạt bản án tử hình dành cho những người yêu nước chống cộng khắp toàn quốc. Các chư tôn, hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, các linh mục, mục sư và chức sắc các tôn giáo như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Cao Đài Hòa Hảo và Bửu Sơn Kỳ Hương bị cô lập, quản thúc, quản chế tù đầy. Các bà mẹ quá, trẻ em mồ côi, người tàn tật, kẻ nghèo đói, người hành khất phải sống lang thang nơi đầu đường xó chợ, ở dưới gầm cầu, ở xa cảng, ở hiên hàng, ở hiên quán và sống trong cảnh màn trời chiếu đất trông rất thảm thương. Sự thật tôi không thể nào tưởng tượng nổi. Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng chính quyền bằng lưỡi lê họng súng và cai trị nhân dân bằng chính sách độc tài, phi nhân chủ và vô nhân đạo bởi Cộng sản Việt Nam. Mời quý thính giả nghe câu chuyện của vị hòa thượng Thích Thiện Minh kể lại sau đây. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 vài hôm thôi, vào lúc 4 giờ chiều, tôi trông thấy một người trung niên mặc quần áo ni lông dù màu xanh lá cây đã bạc màu và đội chiếc nón tai bèo. Anh ta mang trên mình một khẩu súng ngắn, đi xăm xăm vào cổng chùa gặp tôi. Anh ta tự giới thiệu mình tên là Hai Thổ, là xã đội trưởng xã Châu Hưng. Trong anh dáng vẻ hậm hực, thái độ bướng bỉnh, lời lẽ ngang tàn, cử chỉ vô lễ, nói năng kém học thức, tôi không muốn nói là anh ta quá nhút. Khi anh ta nhìn thấy lá cờ Phật giáo năm màu đang tung bay trên cột cờ và nói: "Giờ này mà nhà chùa còn treo lá cờ của thực nhân Pháp nữa hả? Bọn đế quốc Mỹ và ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn đã cuốn xéo bỏ chạy rồi, tại sao Pháp còn ở đây? Thật là hết sức phản động. Có lẽ cần phải cho đi học tập cải tạo dài hạn mới được." Anh ta ngang nhiên bước chân vào chùa với cả đôi dép râu còn dính bùn đất và chiếc nón tai bèo anh ta vẫn đội trên đầu một cách tự nhiên của ông quan khách mẫn. Anh nhìn tượng Phật sơ sinh của Đức Thích Ca Mâu Ni rồi chỉ tay miệng mỉm cười khinh khỉ nói: "Thằng Phật nhỏ xíu này nó không có công làm cách mạng để đánh đuổi đế quốc Mỹ, tại sao phải thờ nó? Nó ngồi một chỗ để chờ người ta đem quà lại dân cúng, nó là thành phần thuộc giai cấp bóc lột." Sau đó anh ta bước lên bậc thềm chánh điện, lấy tay sờ vào tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và nói: "Thằng Phật này ăn gì mà mập quá vậy? Về sau khi tôi cầm tù, tôi được quý đồng bào cho biết, tên Hai Thổ đi vào chùa chỉ tay vào các pho tượng nói rằng, thằng Thiện Minh đã bị bắt giam rồi, còn mấy thằng Phật xi măng này cũng sẽ bị áp giải đi luôn, mãi cho đến sau này cũng chính tên Hai Thổ, khi hắn đã là bí thư xã ủy Châu Hưng kiêm huyện ủy viên huyện Vĩnh Lợi, hắn đã ra lệnh tịch thu chiếm dụng phi pháp ngôi chùa Vĩnh Bình và dời tất cả tượng Phật sang chùa Giác Hoa, tức là chùa của Hai Ngó ở bên sông. Thế là bức tượng đồng đen 92 kg trong nhà phả họ Trần, tổ phụ của công tử Bạc Liêu, là chủ ngôi chùa, đã bị cuộn đi mất. Sau 26 năm lưu đày biệt xứ với hai bản án chung thân của người tù trải qua hơn 1/4 thế kỷ, tôi trở về từ cõi chết được bình an trong sự chào đón hân hoan vui mừng của mọi người thân ruột thịt cốt nhục gia đình của quý chư tôn Đức Pháp Quyến, đặc biệt là các tổ chức dân quyền của Liên Hợp Quốc, Hội ân xá quốc tế, Ủy ban bảo vệ nhân quyền, làm người Việt Nam tại hải ngoại.
Phòng thông tin Phật giáo quốc tế tại Paris, các đài truyền thông quốc tế loan tải phổ biến tin vui, nhiều đồng bào Phật tử xa gần trong và ngoài nước đã gửi điện thư, điện thoại đến đất Bạc Liêu, nơi mái tranh nghèo tôi đang tạm trú, chúc mừng, thăm hỏi, tặng quà vật tỉnh tài để tôi điều trị và hỗ trợ ban đầu lúc mới ra khỏi nhà tù. Trong khi ba người đồng tù khác án phạt tù ít hơn, chẳng may họ không thể chịu đựng nổi những năm tháng lâu dài bị lưu đày, nghiệt ngã nhục hình trong chốn lao tù cộng sản, nên đành gửi nắm xương tàn nơi đất lạnh mồ hoang, hay đã bỏ xác chốn thung lũng tử thần của cảnh rừng sâu núi thẳm, hoặc nằm rải rác đâu đó trong các nhà tù hẻo lánh xa xôi mà gót chân tôi đã từng in dấu. Máu mồ hôi tôi cùng các anh em đồng tù đã đổ thật nhiều tại những nơi tôi đã kinh qua. Khi tôi được trả tự do thì trong nhà tù vẫn còn nhiều anh em đang ngày đêm sống trong cảnh khốn khổ cơ hàn, bị đỏ đầy trong gông cùng xiềng xích. Có người gần đến 90 tuổi, có kẻ đang mắc bệnh tâm thần, và có người bị cảnh mù lòa ở trên 20 năm tù nhưng vẫn chưa được phóng xá. Mỗi người đang khát vọng và mỏi mòn mong chờ niềm tin của ánh sáng tự do, xác quyến rằng những anh em đồng cảnh ngộ với tôi đang ở trong tù, họ được quyền hưởng tự do. Ắt hẳn ngày ấy một ngày không vui còn xa xôi nữa, ngày anh em nhiều năm dài đã giải nắng dầm mưa gian khổ nhọc nhằn, nhưng hầu hết chưa chồn chân mỏi mỏi gối, không dao động, giảm sút nghị lực, không một chút sờn lòng. Nhiều người vẫn giữ vững tinh thần bất khuất hiên ngang, ngày đêm nung nấu ý chí và hung đúc ngọn lửa nhiệt huyết đấu tranh cho công cuộc cứu quốc tại quê nhà. Trong số ấy có nhiều người tù lương tâm của các tôn giáo miệt mài tham nhẫn, không chùn bước trước những gian nguy thử thách, luôn một lòng chung lưng kiên quyết đấu tranh cho tự do dân chủ, dân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Ngày vào tù các em tôi còn thơ ấu, ngày quay về các em nay đã trưởng thành, tất cả đều có gia thất. Ngôi chùa cổ Vĩnh Bình một thời tôi từng là tòa chủ, nay trở thành một trường trung học đồ sộ với cái tên Lê Văn Đậu, tên riêng của một anh du kích đã từng gài mìn phá cầu, phá lỗ, phá đường. Khu nghĩa trang bên hông chùa dành cho bá tánh chôn cất đã bị chính quyền địa phương đào bới sang bằng, tạo dựng nên một phố chợ xã Châu Hưng, đất ruộng để chư tăng tự túc tu hành được xây cất, những căn nhà khá thoáng đẹp cho các giáo viên và hiệu trưởng. Ngôi chính điện nơi thờ Tam Thế Phật và Đức Thích Ca Mâu Ni đã bị đập phá hoàn toàn, nay chỉ còn trơ lại ứng tích khu nền cũ với những viên gạch lát màu còn nâu được nung bằng đất, trông có vẻ u buồn như chờ đợi hình bóng chủ nhân về. Một vài tu sĩ xuất gia và môn đệ của tôi sau khi ra tù đã bị chính quyền o ép sách nhiễu không cho tiếp tục ở chùa, nên họ đã hoàn tục lập gia đình. Khi trở về quê tôi bỡ ngỡ giữa môi trường xung quanh xa lạ, vì bao cảnh vật đổi thay. Tôi có đến thăm ngôi chùa cũ làng xưa, nhưng ngôi chùa không còn nữa. Con hẻm đi vào chùa, dân chúng xây cất nhà cửa san sát hai bên đường. Bản thân là nhà tu hành, nhưng khi về không còn chùa để ở, không có miếng đất để cắm dùi. Chính quyền địa phương nhiều lần thúc ép tôi phải đăng ký hộ khẩu chính thức tại gia đình để tục hóa bản thân tôi. Tôi đến viếng thăm quý Phật tử xa gần, nhiều người đã qua đời, các cụ còn sống hầu hết trên 70 tuổi, các cháu bé ngày xưa kề cẩn quấn quýt tung tăng lên chùa lại Phật đọc kinh, nay đã thành bậc cha mẹ tay bồng tay bế. Những ngày về Bạc Liêu tôi còn nhận xét một số ít tăng ni cũ vẫn giữ gìn thanh quy, nghiêm trì luật tạng, trọn vẹn nếp sống tu hành hoằng pháp lợi sinh, tiếp tăng độ chúng. Nhưng chỉ còn hai vị mặc dầu có lòng từ bi mẫn thế, ngược lại họ kém bản lĩnh, thiếu trí lực dũng mãnh, chỉ duy trì rất hạn hẹp trong cửa cổng của ngôi chùa, vì luôn bị sự kìm kẹp chèn ép lấn áp của Phật giáo do nhà nước thành lập, trực tiếp dưới sự điều hành của tôn giáo vẫn, của mặt trận tổ quốc, nói cho đúng hơn là của đảng. Đây là một hiệp hội Phật giáo đang làm chính trị, nhưng lúc nào cũng lên tiếng quy kết chụp mũ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất làm chính trị. Tôi xin kính cẩn niệm ơn chư tánh tự đạo, các bậc tổ sư, các vị tiền bối hữu công, các vị anh hùng tử sĩ đã hy hiến đời mình cho sự nghiệp dựng nước, giữ nước và bảo vệ tín ngưỡng dân tộc. Những anh linh của các tù nhân chính trị đã vĩnh viễn ra đi vào lòng đất mẹ, không trở lại trên quê nhà.
không còn nhịp chứng kiến khúc khải hoàng ca đón mừng ngày quốc thắng. Bên cạnh đó, tớ cũng thành tâm tưởng niệm cho những ai đã ra đi tìm tự do chẳng may mắn, chết trên biển cả, và chia sẻ những nỗi đau thương với gia đình đã có người thân nằm xuống vì thảm họa cộng sản tại quê hương này. Tôi xin bày tỏ lòng tri ân cộng đồng thế giới, Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế, Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc, cảm ơn chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ, Liên hiệp Châu Âu, Hội ứng xá quốc tế, Luân Đôn, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Ủy ban Tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam tại hải ngoại, các đài truyền thông quốc tế, đài Á Châu Tự Do, đài quê hương trong nhiều năm qua đã liên tục vận động ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa và lên tiếng mạnh mẽ can thiệp trực tiếp cho việc trả tự do cho tôi và những tù nhân chính thức khác. Tôi trân trọng cảm tạ tất cả những thỉnh tình quý báu của ân nhân đã giúp đỡ về tinh thần hay vật chất cho gia đình cũng như bản thân tôi từ khi còn trong lao ngục, hoặc hỗ giúp tỉnh tài để tôi điều trị bệnh trong những ngày đầu được trả tự do. Trên đây là câu chuyện của một thượng tọa Thích Thiện Minh, một vị tu hành ở tỉnh Bạc Liêu bị cộng sản Bắc Việt bắt đi tù đầy 26 năm tù khổ sai sau khi miền Nam Việt Nam bị rơi vào tay của cộng sản Bắc Việt. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình Yêu Tổ Quốc tiếp theo. Xin trân trọng kính chào. We'll be right back.